Sen mini Nhật có hình dáng thân lá, hoa đẹp, đa dạng về màu sắc, hương thơm nhẹ nhàng. Chính vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của nó nên mô hình trồng sen mini thủy canh tại nhà đang trở thành thú vui tao nhã của nhiều người. Đặc điểm nổi bật của loại sen mini Nhật: giống thấp, nhỏ, rất nhiều hoa. Chỉ sau 3 đến 4 tháng đã ra hoa và mỗi hoa bằng 1/3 kích cỡ sen ta. Không cần đến bùn đất, ít sâu bệnh và không tốn nhiều công chăm sóc, hoa nở quanh năm và có đến 7 màu. Vậy sau đây sóc hoa đẹp dễ trồng xin chia sẻ cho bạn kỹ thuật để trồng một cây sen mini Nhật thủy canh nhé. Đầu tiên, vì vỏ hạt sen khá khô dày và cứng nên bạn cần phải dùng dao sắc có đầu nhọn để gọt lớp vỏ phía trên quả hạt. Việc làm này không chỉ giúp hạt sen nhanh nảy mầm mà còn giúp hạt chống bị thối rữa bên trong. Bước 2, sau khi xử lý xong hạt mầm, hãy đặt hạt mầm vào trong cốc nước với nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Nước ngâm phải thay 2 lần mỗi ngày cho đến khi hạt nảy mầm. Bạn hãy chuyển hạt vào chậu trồng và đổ bột thiêu canh theo tỷ lệ hướng dẫn để sen có thể phát triển nhé. Vậy là tầm khoảng sau đến 3 đến 4 tháng thì bạn đã sở hữu một hình sen đẹp và nhiều màu sắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sóc Hoa Đẹp. Chúc các bạn thành công!